Chào các bạn. Hôm nay tụi mình tiếp tục với cái series là làm liều sinh tồn. Và cái nội dung hôm nay là sẽ làm liều phiên bản trên cây các bạn. Hôm nay là cả đám tụi mình là gồm có là 1 2 3 4 5 sẽ làm 5 người, làm mỗi người làm một cái liều, là 5 cái liều. Và cái nội dung là phải làm liều cách mặt đất các bạn. Tại vì làm sinh tồn trong rừng các bạn mà làm nằm dưới mặt đất á là các bạn sẽ rất dễ bị kiến nè, rắn nè, rít nè, bò nhện nè, bò cạp đồ, nói chung là những cái con bò sát ở trong rừng nó rất là nhiều, có cả ốc sên thật lằn tắc ké đâu nữa. Nên tụi mình làm liều sinh tồn là ưu tiên làm cách mặt đất các bạn. Nên tiêu chí của cái video hôm nay là làm liều phải cách mặt đất, ít nhất là cũng phải một gang tay các bạn, nằm cao khỏi mặt đất nha. Để có thể sinh tồn thì chúng ta nên không để bị cái con đó nó cắn. Cái phương châm của sinh tồn là chúng ta tận dụng mọi thứ đem theo và dùng nó để sinh tồn thì gọi là sinh tồn các bạn, chứ không phải là sinh tồn là phải tay không như vậy mới gọi là sinh tồn đâu. Sinh tồn các bạn, trong ba lô các bạn có dao là các bạn sẽ được sử dụng dao, có kẽm là sẽ được sử dụng kẽm. Sinh tồn có nghĩa là sinh sống và tồn tại bằng mọi cách các bạn. Bởi vì nên clip hôm nay là tụi mình được phép sử dụng dao và kẽm dành cột các bạn. Nội dung clip vẫn chỉ là làm liều thôi chứ không phải là bắt con này con kia để ăn đâu các bạn. Ok chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Rồi bây giờ năm đứa tụi mình sẽ chia ra làm liều, thử xem là các bạn đón xem thử coi liều của ai làm là ok nhất nha các bạn. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ video lên Facebook cho các bạn khác cùng xem nha. Rồi sau một hồi tìm kiếm mình quyết định là sử dụng cái bụi cây này nha các bạn. Mình thấy nó có khá là nhiều mấy cây, nó rất là dẻo luôn nè. Mình thấy nó khá là dẻo luôn. Mình quyết định sẽ làm là một cái võng các bạn, một cái võng. Võng phiên bản cây nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ chặt mấy cái cây mà có cái độ dẻo dai như vậy đó bạn. Nó khá là nhỏ và dai, có thể làm võng được nha. Mình sẽ chặt nó. Sao thấy không dai nữa ta. Đó, khá là dai. Rồi đầu tiên mình sẽ sử dụng những cái cây có độ dẻo dai như vậy đó bạn. Mình cặp vô một cái cây khác, sau đó mình sẽ cột lại nha. Sau đó mình sẽ cột cho nó thật là cứng, không đang nằm nó đứt một cái là xong phiên đó bạn. Rồi sau một hồi mình cột thì mình đã hoàn thành cái võng như vậy đó bạn. Đầu bên đây là mình sẽ cột 5 cái cây vô đây, vô cái thân cây này, và nó sẽ dài qua bên đây, và cột 5 cái cây vô cái thân cây bên đây. Đó, nó vô là mình hoàn thành một cái võng đơn sơ. Rồi bây giờ mình sẽ đan cái chỗ dành nằm nha. Đó, mình đan như vậy nè các bạn. Rồi mình đã hoàn thành cái võng các bạn. Đây, một cái võng khá là đơn giản, gồm có 5 cây đi dọc qua, sau đó đèn 5-6 cây dọc lại và hoàn thành cái võng, có thể chịu được một người. Đó, có bị cái đất đó, không sao, hoàn thành được. Đó, nói chung là tối nay là mình sẽ ngủ như vậy các bạn, có thể để chân như vậy cũng được. Đó, nhưng mà mình sẽ làm thêm một cái mái che đi qua các bạn. Tại vì từ tối á, có khi là sương xuống rồi á, nên mình sẽ làm thêm một cái mái che qua nữa. Chứ cái chỗ ngủ của mình là chỉ đơn giản như vậy thôi, tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ là hoàn thành đó các bạn. Đó, đơn giản vậy thôi, có thể đung đưa luôn nè. Rồi tiếp đến là mình sẽ lợp mái các bạn. Mái thì mình giăng 3 cây ngang qua như vậy nè, đơn giản như vậy thôi. Sau đó mình sẽ lấy mấy nhánh cây mình giăng lên. Đó, nó cũng đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi cái liều của mình là xong rồi nè các bạn. Cái võng chứ. Đó, nó chỉ đơn giản là ở dưới đây là một cái võng, còn cái mái là che bằng cây. Rất là tuyệt luôn nha. Mình sẽ trải nghiệm nha các bạn. Wow, khá là êm ái luôn các bạn. Trên đây là lá nó che như vậy nè. Đó, nói chung là rất là kín luôn. Mình nghĩ là xương là rất là ok. Còn mưa thì hên xui các bạn, mưa lớn quá thì chắc không che được, nhưng mà mưa nhỏ nhỏ thì nó vẫn có cây cái tinh cao á, nó che, mưa nó cũng không xuống được nhiều đó bạn. Và sẵn có cái máy này nữa, nói chung là cũng chắc cũng được hạn chế. Đây, một cái võng nha. Tiếp theo là mình nha mấy bạn.
mình có ý tưởng là làm một cái võng bằng le mắc qua bên đây, mắc từ đây qua bên tới cây này, rồi sau đó làm thêm một cái nóc cũng bằng le luôn, từ cây này mắc qua bên cây kia để dành che mưa mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cưa le. Yeah. Ok. Hai cây. Tại vì mình xài cái cưa á nên khó cưa các bạn. Cái này mà có dao chặt thì ngon hơn. Trước tiên mình cột đơn giản trước, lấy hới cho nó có hới rồi, còn này mình cột sẽ cột cứng sau. Mình đã hoàn thành cái hung này rồi mấy bạn. Đây là cái hung cơ bản của mình. Bây giờ mình sẽ chặt những cái hút le nhỏ. Mình làm hình như cái bậc thang vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vậy. Rồi cái bậc thang luôn. Cái lấy kẽ mình cột lại. Rồi mình sẽ thành một cái bậc thang ngủ. Ấy nhầm, cái võng này ngủ. 15 phút trôi qua, mình đã hoàn thành được cái lều trên cây, hay là còn gọi là cái võng nha mấy bạn. Còn đặc biệt giới thiệu với mấy bạn luôn, đây là ong nhà mình nuôi, rất là đông, và ngủ với thiên nhiên. Bây giờ mình sẽ lên nằm thử, xem thử coi như thế nào. Lần đầu nên hơi hồi hộp, chứ không là một cái bạc. Ổn. Đâu gắn đâu bò lên cao được. Ổn. Rồi, nói chuyện. Mình cảm giác rất là hỏi ấy nhầm, đau lưng các bạn ơi. Chắc mình phải kiếm cái gì đó kê cơ và tối mới ngủ được. Còn mình á thì vào đây á thì mình thấy một cái khu như thế này mấy bạn. Hình tam giác. Nên mình quyết định là sẽ làm ngôi nhà hình tam giác trên cây nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chặt cây. Rồi sau khi mình chặt được cây thì mình sẽ cột như thế này nha các bạn. Mình cột càng cao càng tốt. Rồi mình sẽ tiếp tục mình làm từ bên đây, bên đó, bên đó, tạo thành một cái hình tam giác. Rồi mình sẽ trải đều mấy cái cây ra rồi để nằm thôi. Và sau 2 tiếng đồng hồ của mình á thì lều tam giác á đã xong rồi nha các bạn. Đây, nhìn là rất là bền vững luôn. Bây giờ mình sẽ leo lên cho các bạn xem nè. Chỉ là nó có hơi hú nhún một xíu nha. Nhún nhiều quá gãi. Và rồi mình nằm, mình sẽ cởi bê lô đây. Sau 2 tiếng đồng hồ kết quả cũng được như mong muốn. Nhưng mà mình sẽ làm thêm một cái mái nữa nha. Do mình nghe Lâm nói là tối sẽ sương nó xuống á, nên mình sẽ làm thêm cái mái. Hồi nãy giờ thì mình đã đi chặt cây nha mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ cột cái cây vô mấy cái hằng để nó giữ lại. Mình cũng làm lều hình tam giác nha mấy bạn. Giờ mình sẽ đặt cái cây này vô đây. Bây giờ mình sẽ cột vô. Hiện tại là mấy cu nó vẫn chưa lập xong mấy bạn, nên trong thời gian chờ đợi là mình sẽ review thử cái võng nè, võng sinh tồn. Cái này mình mua về để mình cho cameraman nó ngủ nha. Tại thường ngày là nó thường nó ngủ trong xe, hôm nay đem này ra cho nó ngủ chung với anh em cho vui các bạn. Trời, cái này có cái gì? Bung gà. Sao nó có gì? Ủa, đó là cái vali luôn hả? Thú vị vậy. Hay vậy. Rồi, ok, dịnh đó nha. Sau đó mình sẽ cột với giày hết á. À, tấm này lại. Hay á. Sau đó mình sẽ hấp phải bảo. Dây dàng như vậy. Đó, mình sẽ dằn cho nhiều luộc cho cứng nha các bạn.
Với lại cái loại này nó khá là dày nè, giống cái mền nè, dùng để chống muỗi chích đó bạn. Wow. Rồi tụi mình đã hoàn thành các bạn. Bây giờ mình sẽ review nhà của từng người nha. Đầu tiên sẽ là nhà của Cú An. Rồi nhà này có tên không em? Nhà của em là tam giác chuông tròn. Cái này giống tam giác quỷ hơn á. Rồi ok, trải nghiệm leo anh thử cho các bạn xem là nhà leo chỗ nào. Leo đây nha. Wow, leo vậy hả? Cũng lợp bằng lá cây các bạn, có thể chống xương. Rồi đơn sơ vậy thôi hả? Dạ. Chỉ thế này là xong rồi. Rồi tối nay sẽ trải nghiệm cảm giác ơi luôn. Ừ đúng rồi. Nói chung nhà cô ăn nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Lợp lá lên trên và làm một cái tam giác ở dưới đây và nằm lên ngủ. Dạ. Xong. Rồi tiếp theo là nhà của bạn Toàn nha. Nhà bạn Toàn thì không biết làm sao mà làm cao bằng đầu người luôn đó bạn. Nên phải làm một cái hang hả? Đúng rồi. Rồi để trải nghiệm lên thử cho các bạn xem thử coi. Leo lên. Wow. Thấy hơi ghê á. Ở nhà nó cao kìa các bạn ơi. Nhà Toàn thì nó cũng chơi ba cái cây hình tam giác như vậy nè các bạn. Ở trên đây thì nó lợp lá lên để dành che xương. Chứ lá này hơi khưa nha, lá là che mưa không được đâu, chỉ che xương thôi. Rồi nằm thử coi. Em nằm chắc em sẽ quay đầu lại. Em sẽ nằm đây. Nằm vậy hả, nằm vậy hả? Để mình coi cái nó nằm ló gì cao. Vậy hả? Đó, nói chung là cũng được các bạn, nó ngủ với giày da hình tam giác. Một cái liều hình tam giác này phiên bản là của khu nhỏ của cao cấp của ăn nè. Cú ăn rất là hấp, còn ở đây rất là cao luôn, được gọi là cao cấp. Còn cái này là cái liều của cu Bảo các bạn. Một cái võng với lại một cái liều dành che mưa như vậy nè. Khá là sướng đời luôn các bạn ơi. Nói chung là cameraman luôn bất tử. Mưa gió gì nó cũng không sao hết đó nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại nhà của cu Hương. Ủa đây là võng. Quá tuyệt vời không? Rồi. Tên của cái này chính là mái ấm tình hương. Thấy nhìn tuyệt vời không? Ok, rồi tiếp. Cái này thì ấy thấy nó hư hư không? Này là mái ấm của Hương mà. Mái ấm tình hương, thị tình của Hương. Ờ ok, mái ấm của Hương, rồi tiếp. Nó hơi hư tí tại vì trời sắp tối rồi. Thời gian của Hương có hạn nên chỉ lợp tới đây thôi. Khi nào mà mưa thì lợp thêm đúng không? Với lại cái này ở trong rừng nữa nên như đây chắc được rồi, che chủ yếu che xương như lại che mưa mà nó rớt nó cái giọt còn sót lại á. Ờ rừng này nó khá là nhiều lá luôn các bạn, có bị cái lỗ trống đây luôn nè. Rồi bây giờ Hương trải nghiệm ngồi thử cho các bạn xem nha. Ok. Đây là một cái phiên bản võng nằm sát đất. Cách mặt đất khoảng một gang tay các bạn. Khoảng tắt. Thoải mái không? Thoải mái nhất là mình nằm lên hướng mình làm ra. Ồ đúng rồi, như là đó là tự tận hưởng. Ồ, mái ấm tình thương. Cắt tuyệt các bạn. Đây lá này là chạy xương thôi nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại bạn Tú nha. Với em. Được chưa? Rồi ạ. Rồi trải nghiệm thử coi. Cái này là phiên bản này là chủ nhật full lá. Thành chủ nhật. Ủa, cái này nó bốn cái cột luôn nha bạn, bốn luôn nha cho bạn thành tam giác nha. Thịt khôi. Rồi ok. Cũng không biết nữa. Chui lên thử coi. Sao nó xét, sao nó cái nóc xét bên hả? À? Ngủ vậy cho nó ấm. Rồi chui thử coi, nó chui vô kìa. Như rắn vậy. Dạ. À. Sao làm chi cái máy chỉ xét giữa em rồi sao trường vô? Trời ơi, có nó trường các bạn. Nhìn gian khổ kìa. Sao lá hồ. Rồi nằm chung cái đống lá này à. Nè thấy không, ngủ. Ờ à, tôi ngủ chung cái đống lá luôn. Nói chung là nó muốn trải nghiệm cảm giác gần gũi với thiên nhiên các bạn. Ấm. Ngủ ấm chung ấm. Với đống lá nha. Rất là ấm cúm luôn. Rồi cuối cùng là cái võng của mình các bạn. Võng mình thì làm đơn sơ như vậy thôi. Năm cây bắt ngang sau đó những cây chéo qua. Và có ngay một cái võng. Wow. Có thể đưa được luôn các bạn. Khá là tuyệt nha. Tối thì mình cứ ngủ đơn giản như vậy thôi, nằm như vậy, ló hai chân xuống. Hoặc là muốn thì để chân lên như vậy. Đó, ngủ như vậy các bạn. À, mình cảm giác là nó rất là im luôn các bạn. Do mấy cái cây này nè, mình đang nó hơi khích khích với nhau á, với lại dùng mấy cái cây nhỏ nhỏ nè. Nên nó rất là im, nó không có cắn cái lưng cho lắm. Con ăn nó cứng cắn chứ của mình là không có cắn lắm nha. Và cái lớp lá trên đây là mình cố ý là làm khá là dày luôn các bạn.
Đây bạn thấy cái lớp lá khá là dày không? Rất ít cái lỗ hở luôn. Nói chung là mình nghĩ là che xương rất là ok. Còn mưa thì đã có mấy cây rừng á, nó nhiễu xuống từng giọt thôi chứ không có ào như ngoài trời được. Nên mình nghĩ là che mưa từng giọt thì chắc được. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Bây giờ là cả đám tụi mình là sẽ trải nghiệm ngủ một đêm luôn bạn, ngủ tới sáng mai luôn. Thử coi là có thằng nào chịu đựng được tới sáng hay không nha, tại vì có thể là mưa hay gì đó các bạn. Ok. Rồi bây giờ là tụi mình sẽ ngủ nha các bạn. Mà mình thấy là hiện tại là đang chuyển mưa quá trời luôn. Để coi. Sao không thấy gì không vô xem xét nữa nè. Nói chung là mình thấy là nó đang sấm chớp, nó chuyển mưa nha các bạn. Không biết là tối nay là cả đám tụi mình là có thằng nào bị mắc mưa hay không. Đó, ok, nói chung là nếu như trời mà mưa là mình sẽ cập nhật lại xem tình hình là liệu có thằng nào có thể tồn tại qua được cơn mưa hay không nha các bạn. Mình nghi chắc cái liệu mình... sắp chớp hả? Ừ. Nói chung là mình nghi chắc là có khoảng 50% là trời sẽ mưa các bạn, sắm chớp quá trời luôn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ ngủ nha. Nếu như trời mưa mình sẽ cập nhật, còn nếu như không mưa thì tụi mình sẽ ngủ tới sáng luôn. Rồi, tình hình là trời đã đổ mưa rồi các bạn ơi. Và đây là phỏng vấn liều của con Hương nha. Ướt không hay ướt không? Nói chung là trời đổ mưa găm găm thôi các bạn, chứ mưa chưa lớn. Và bên Hương giờ sao em? Cái liều của Hương thì nói chung là nó ổn, nhưng mà nó theo kiểu giống liều mà mấy đứa chơi nhà chòi á. Có bao nhiêu lá quăng vô hết á, cái lợp giống kiểu vậy á. Ừ. Tức là che thì được, nhưng mà hiệu quả lâu dài lại không được. Nó động nguyên một giọt bự á, nhiễu vô mà. À hiểu rồi, tức là hơi hưa đúng không? Giờ lọt thì cái con nít không hưa thì cũng vẫn giọt nữa. Rồi ok, nói chung là Hương đang mưa găm găm thì nó bắt đầu nghe giọt rồi nha bạn. Rồi đây là liều của thằng Cú nha. Sao em, chịu đựng được em? Chắc được anh. Nó có nhiễu không? Nhiễu hột nhỏ nhỏ không à. Vẫn chịu được luôn hả? Chỉ có cái chân lửa. À, nói chung là lá khá là nhiều luôn mà nó không thẳng dò ra được phải không? À nó không có che mà, nay thẳng dò ra thử cái coi. Thẳng dò ra kéo dẹp phải không? Đúng rồi. Đây là một con chim bồ của bạn ơi. Ủa? Bồ sao em? Nhiều nhiều quá anh. Nhiều nhiều không ở được hả? Đúng rồi. Lấy ba lô cho em, ướt ba lô à. Liều của toàn nó hơi hư các bạn, kết quả là nó bị nhiễu nhiều quá, nó chịu không nổi, nó nhảy vô, nó ngồi cái túp liều của ông Bảo rồi. Nó vô trong cái túp liều của ông Bảo với chú mưa rồi các bạn. Vậy là toàn tạch rồi nha. Nói chung là toàn tạch rồi, còn ăn sao em? Của em thì bình thường anh ơi, chưa có gì hót. Mới mưa găm găm vẫn còn chịu đựng được à. Dạ, nhưng mà à, không, chứ lại trên cây này nó có nhiều lá nó che nè thấy không. Nhưng mà bù lại chưa nghĩ ừ, cái chân hẳn ra thì không có đồ che nè. Như vậy thì không bị gì. Còn bên liều của mình là vẫn ok các bạn. Nãy giờ mình nằm nãy giờ không có gì xảy ra hết. Nói chung là liều của mình là mình rất là tự tin với cái đám lá này các bạn. Rất là tự tin luôn. Nãy giờ mình nằm ở trong đây, mình chưa có cái hột mưa nào mà nó nhiễu túng vô mình luôn á. Nên mình mới đi phỏng vấn tụi nó. Tại vì mới mưa găm găm mà. Nhưng mà mưa lớn thì mình không biết là như thế nào. Nếu như chút nữa trời mưa lớn mình sẽ cập nhật là mưa lớn xem là có thằng nào tạch đây không nha. Chứ mưa râm râm là toàn nó tạch rồi. Bình thường đốt lửa quá là ngầu luôn các bạn ơi. Wow. Khá là ấm. Và cũng khá là nóng như lò. Nói chung là trời nó chỉ mưa râm râm thôi các bạn. Và mình quất luôn một đống lửa luôn. Bắt trước hơn. Đốt đống lửa rất là bự luôn. Bây giờ là không còn nghe lạnh gì nữa hết á. Ngủ rất là ok luôn nha. Nói chung là mình sẽ ngủ ở đây. Còn toàn vô kia đốt rồi hả? Đúng rồi anh. Mưa nó không có lớn mà, nó cứ râm râm như vậy à. Và cái liều của mình che mưa rất là ok luôn. Không có giọt mưa nào mà nó rớt xuống các bạn. Tại mưa này là mưa nhỏ. Lá ở trên cây nó đã che rồi. Và cái lá của cái máy của mình đó là nó che thêm lần nữa. Kết quả là rất là ok luôn. Rồi hiện tại đang là 2:36 sáng nha bạn. Kết quả là ngủ không được các bạn. Nó rất là lạnh luôn. Không biết là trong rừng trời mưa xong thì nó rất là lạnh hay sao á. Mình thấy không có sương xuống nhưng mà vẫn lạnh luôn bạn. Không có gió gì hết, vẫn rất là lạnh luôn. Hình như là trời nó mới vừa hết mưa á, là trong rừng nó rất là lạnh luôn các bạn. Bữa mình ngủ nó không có lạnh như vậy, rất là nực luôn. Còn hôm nay thì nó bị gì mà nó lạnh khủng khiếp luôn. Phải đốt cái đống lửa như vậy để sưởi ấm. Mới có 2 giờ mấy sáng. Mình sẽ đi xem thử tình hình tụi nó như thế nào nha. Đây là liều của cô An.
nó đắp cái mền như vậy đó các bạn. Ủa còn hức hả em, ngủ được không? Dạ không anh, lạnh lắm. Đắp mền cho nghe lạnh hả? Dạ lạnh từ dưới lên. À, nó ở dưới đây sao không đắp kìa vậy? Cái mền em nhỏ lắm, đắp được trên thôi hả? Dạ. Đây là một câu chuyện buồn luôn nên nó bị lạnh cái đít nè. Dạ. Wow, nói chung là ăn nó có cái mền mà nó vẫn còn hang lạnh luôn nha các bạn. Và nó cách mặt đất khá là cao luôn nè, cả mét mấy luôn á. Còn riêng thằng Tú với làng Toàn là nó bỏ liều nha các bạn. Nó ngồi đây nó hai thằng nó cày game. Bị gì bỏ liều em? Em cao quá. Cao quá rồi nhức lưng hay lạnh gì không? Em nhức lưng rồi. Còn Tú? Em đau lưng à. Ngủ ngủ được hả? Đau lưng hả? Đau quá chịu không nổi. Đau cái eo nữa. Tụi nó làm cái kiểu liều mà nó nhô lên nhô xuống như vậy đó các bạn, nên nó ngủ nó bị dứt lưng nha. Rồi riêng thằng Hương thì nó cũng đốt lửa như vậy đó các bạn. Ngủ được không em? Chỗ ngủ của Hương thì ổn lắm, nhưng mà ở đây lạnh lắm. Bởi vì Hương phải cứ lâu lâu phải thức dậy á, canh đóng lửa với thêm củi vô. À lâu lâu cứ thấy nó lửa nó tắt hay củi vô hả? Hương để dành một đống củi đây luôn, không bao giờ sợ hết. Hương lạnh lắm, còn chân vợ đóng băng luôn, lâu lâu phải lấy nữa, hơ lên lửa. Tại vì rừng nó mới vừa hết mưa lạnh, quá lạnh luôn. Thôi tông màng, thầy hỡi chừng. Chút nữa vậy mà để quên cái hành thịt nướng. Nói chung là đêm khuya là ở trong rừng là rất là lạnh luôn nha các bạn. Sương nó xuống rồi mới vừa hết mưa, lạnh khủng khiếp luôn. Lần trước là mình ngủ ở trong rừng là mình thấy nó rất là nực luôn, không biết bị gì. Hôm nay nó có mưa hay sao, rất là lạnh luôn các bạn, phải đốt đống lửa. Ok, bây giờ mình sẽ đốt lửa và cố gắng ngủ tới sáng nha. Rồi, trời sáng các bạn ơi. Nói chung là đêm hôm qua là bên mình ngủ là rất là lạnh. Và đặc biệt là cái võng này nó hơi bị cong các bạn. Cái độ cong các bạn thấy là càng ngủ là nó càng đè xuống á. Kết quả là ngủ nhiều, ngủ lâu thì nó hơi bị ê lưng chút nha. Bây giờ mình sẽ qua kêu mấy thằng cu nó dậy. Dậy về em ơi. Đi về. Dạ. Lạnh không? Lúc khoảng 4 sáng còn lạnh không? Ao tu lạnh luôn. Vẫn còn lạnh luôn hả? Dạ. Nhắm mắt để qua ngày. Rồi có ê lưng không? Không anh. Lúc đầu ê á, em lật đật. À, lột phim cây dạ. Lót vô hả? Mấy cây khô lót vô. Tại vì cái kẻ này nó càng lớn nè. Cái kẻ này nó càng lớn thì càng ê lưng. Thế là kê cho cái kẻ này nó nhỏ lại. Dạ, chỗ nào ê mình kê chỗ đó. Đúng rồi, kê cho nó nhỏ lại là hết ê lưng rồi. Rồi tiếp theo là bạn Tú với lại bạn Toàn thì hất nguyên đêm nha bạn. Mà Tú hiện cho ngủ vậy luôn nè. Vậy em ơi. Em mới ngủ trên đó luôn hả? Vậy em ơi. Thôi coi nó ngủ kìa. Thôi dài dọn đồ dài. Rồi đêm qua ngủ sao em? Như là hồi tối nói, rất là lạnh và ê lưng. Nhưng mà đặc biệt là hình như khoảng 5 giờ là bắt đầu hết lạnh. Ừ đúng rồi. Ngủ cái võng ngủ được không? Cái võng này nè. Đứt kìa. Đứt là một chuyện, nhưng mà theo Hương là kinh nghiệm là lần sau nếu có làm cái cầu thang á thì sẽ làm nó hết thay nhau hơn. Đúng rồi. Để đỡ đau lưng hơn. Đúng rồi. Nói chung ngủ được nhưng đau lưng. Nếu càng thở ra càng đau lưng. Đúng rồi. Rồi dậy rớt lưng gì vậy? Không. À. Rồi xong rồi. Rồi tay điểm nằm thử coi. Qua điểm nó vậy anh. Qua hồn đi mới vậy hả? Nói chung là cái liều cô Tú tụi mình thấy mắc cười quá nên kêu nó trải nghiệm là lần nữa nha bạn. Rồi nằm em. Nằm đây nè. Thôi anh đừng đùa vậy nữa, chọc bó rồi. Ờ, nằm thử cho các bạn coi, thử coi em ngủ sao hay hả? Ngủ vậy hả? Ấy à. Nó làm cái lỗ. Các bạn thấy cái lỗ mà nó bự như vậy nè. Nó nghe một ngang tay như vậy. Hạch nó gớt từng hớ xuống thì rồi sao không nhất. Này để đi cầu. Giờ thiếu hơi như là cái cầu tiêu cá tra gì. Này mày tục ra luôn á. Ừ nè. Nói chung lý hôm nay là tụi mình làm liều phiên bản trên cây. Kết quả là
cái đám tụi mình là vô te là cái lều con Tú là ok nhất nha bạn, rất là ok. 10 điểm. Cái này vậy hả, đứng lên hả? Dạ. Ủa, anh trải nghiệm thử, anh trải nghiệm thử. Rồi 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 cái giặt quần ra cái ngồi cái gì mà nói chung là mấy bạn mình chọn thử cái liều của ai ok nhất nha, chứ liều con Tú là mình thấy là rất là dữ luôn mấy bạn. À, bạn thích video này hãy nhấn like chia sẻ, các bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy click vào đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình gặp video mới sớm nhất nha. Tạm biệt các bạn. Liều đó là mình có thể đi đường tắt vậy đó. Cái gì không nào? Làm gì vậy anh? Cặp bự quá. Cặp bự quá.